Mến chào các cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi hôm nay thì tiếp tục đến với bài kiểm của bạn Nam ở Vĩnh Thành Chợ Lách Bến Tre để bạn Nam lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình cái lô mai giống mai ghép chống siêu âm bình lợi ha. Có lại nhiều học toàn hàng cho cô chú anh chị mình sưu tầm lấy giống hoặc là mình dưỡng là mình cho tết năm 2025 cô chú anh chị ơi. Nói chung thì những cây này đều đã vô dây chỉnh sửa, đã có form sẵn ha cô chú anh chị ha. Mình chỉ cần về mình chăm sóc á, mình tỉa cái tàn ha, cho theo nó cái cơ ngọn sao mình tỉa theo cái form này ha, là cái cây có thể cho tết bình thường nha cô chú anh chị ha, là ok luôn á. Thì không làm mất thời gian của cô chú anh chị mình ha, em mời cô chú anh chị mình và gặp luôn bạn Nam nha, để bạn Nam chào giới thiệu và giao lưu ha. Rồi mình chào bạn Nam nha. Rồi chào bạn nha, chào cô chú anh chị gần xa, tiếp tục những kênh cũng giao lưu với cô chú anh chị mình hai loại nhiều cặp tàn với siêu bông bình lợi nha cô chú anh chị. Rồi thì vào cây đầu tết là mã số 41X, một cây siêu bông bình lợi luôn. Rồi cái cây này cái tàn quá xa đã luôn cô chú anh chị. Rồi. Vành thân là được 22. Củ đặc là được 34 nha cô chú anh chị. Cây đang đi ngọn nè cô chú anh chị. Củ vàng ươm luôn. Anh đọt, ngon lành luôn. Chiều cao 58. Cái tàn rất to, đều tàn. Tán ngang là 66. Rồi cây mã số 41X này em giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá là 700 nha. Rồi, đỡ cây luôn các bạn. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 42X cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Cái này có tàn luôn, tàn thông đẹp cực kỳ ha. Hoành thân 22. Nhìn cái dạng tàn nó dày đã gì đâu. Củ đặc là 33. Chiều cao là 75. Tán ngang là 72. Rồi cây mã số 42X giao lưu với cô chú anh chị giá 750 nha. Rồi, siêu bông mình lợi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 43X, cũng là một cây siêu bông mình lợi luôn. Củ đế gấp quái luôn cô chú anh chị. Tàn tròn vô dây chỉnh sửa hết rồi ha. Quanh thân là 22. Có đế luôn cô chú anh chị ha. Tổng đế là được 51 nha cô chú anh chị. Rồi. Chiều cao là được 78. Tán ngang là 75. Rồi. Cái siêu bông mình lại mã số 43X giao với cô chú anh chị mình giá cũng là 850 nha. Rồi, đã cái ha. Tiếp rồi. Theo là mã số 44X, cũng là một cây siêu bông mình lại luôn, tàn tròn do luôn cô chú anh chị. Hoành thân ngay điểm này là được 22. Chiều cao là được 66. Tán ngang 62. Rồi cái siêu bông mình lại giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 700 nha. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 45X, cũng là một cây siêu bông mình lại luôn. Cây này thì dán bay nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Hoành thân của cây là được 20. Chiều bay là được 94. Tán ngang là 76. Cây mã số 45X giao lưu giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 1.200.000 em phí ship luôn nha. Cái này em ship thì em bó bầu cho cô chú anh chị mình ha, không ship chậu nha. Cái chàng bay quá khủng luôn cô chú anh chị ha, nhìn thấy ghiền liền á. Rồi đợi cây luôn ha. Yeah. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo là mã số 46X. Rồi. 46X cũng là một cây nhị ngọc vàng nha cô chú anh chị. Hoành thân là 17. Củ đặc là được 32. Chiều cao là 67. Tán ngang là 64. Rồi cây mã số 46X giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá cũng chỉ là 550 em bao phí ship luôn nha. Rồi đó cây. Rồi tiếp theo cây mã số 47X, cũng là một cây nhị ngọc vàng nữa nha cô chú anh chị. Rồi. Hoành thân là được 18. Củ đặc là được 36, 37 mà yếu em tính 36 nha. Cao 50. Tán ngang 56. Rồi cây nhị ngọc tàng em giao lưu với cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 450 nha. Rồi tiếp theo cây mã số 48X, cũng là một cây nhị ngọc tàng luôn. Hoành thân là được 19. Chiều cao là được 50. Tán ngang 52. Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 500 nha. Rồi mã số 49X. 49X cũng là một cây nhị ngọc tàng luôn. Rồi. Không số luôn các bạn. Dạ. Hoành thân có cây là được 17. Đế đặt là được 32.
chiều cao là 61, tới nghiêng là được 52. Cái nhiều tầng Zalo giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500 nha. Rồi, rồi tiếp theo cây mã số. Mã số 50X. Cũng là một cây nhị ngọc tàng nha cô chú anh chị. Cây để trà vàng khè luôn. Mình thân là được 21. Củ đế nở được 35. Cây này tàn rất là ấm luôn cô chú anh chị ha. Chiều cao là 59. Tới ngay 59 luôn. Cây 50X Zalo giúp cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 500 ngàn bao phí ship luôn nha. Dạ. Rồi cây mã số 50X cũng là một cây cuối clip em luôn. Em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mã xem mấy clip á. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ em ạ. À. Em xin chào và hẹn gặp lại nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như Nam ha. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho bạn Nam trong những clip trước cũng như là clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem thấy channel giá cả hợp lý mình ủng hộ cho dùng của bạn Nam nha. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ. À.